Rồi, xin chào cả nhà ha. Tình hình dịch bệnh căng quá. Hôm nay cũng ổn rồi. Đây thì mình có được trở lại ha. Có một vài cây đề ba với cái cây đánh vảy cá. Rồi, mọi người quan tâm thì có thể ủng hộ ha. Trước tiên thì cây đề ba nhỏ ha. Bạn này thì lưỡi 13.5 ha. Độ rộng thì 4.5. Dày con này chắc khoảng 7 rưỡi quá. 74 7 rưỡi ha. 7 rưỡi. Xương gọn đẹp đàng hoàng ha. Bạn này giá thì là 380 nha mọi người. Đề ba 14.5 nhé. Rồi, tiếp theo là một bạn đề ba lớn. Bạn này thì lưỡi hơn 17. Độ rộng thì 5. Dày chắc khoảng chắc cũng 7 rưỡi. 7 rưỡi ha. Cây này thì lưỡi 17 giá 580 nha mọi người. Giá này là chưa có phí ship nha. Rồi, tiếp theo là con đánh vảy cá. Con này thì mini thôi. Rộng thì chắc 2,5 ha. Bốn phẩy bảy, 4,725 ha. Cái này thì 100.000 ha, giá chưa ship. Rồi, tất cả các bạn này thì mài bén rồi, chỉ việc về dùng thôi. Mài bén sơ, chú cho nó mềm tí ta. Rồi, anh chị nào ưng cây nào thì liên hệ với mình ha, có thể inbox hoặc là gọi xe số điện thoại là 077 884 0084 ha, mình tên Phúc. Rồi, cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà sức khỏe nhé. Rồi, xin chào.